Morning, my friend. Have a early morning tea. Come to early, thank you. Mình xưa bác ổn mình phải cho ngay mà. Mình cho anh hộp cà phê một chút mà. Hộp cà lắm mà. Mình cho anh có này mà. Bread. Yummy. Mình bạn này. Mình quọp. Quọp chi bỏ phó. Mình quọp chi. Quọp là đặc biệt đó mà. Các em thích thích nhé. Này. Đây yummy bread. Hơi bạc cô today the weather is cloudy a lot. Nè nè, nhìn cái đáy của hồn. Và mình bật bọc cho đó nè nè. Mình thắp phliêm phliêm hay nhìn thấy phliêm hả năng. Cái đáy rồi.
Ok mà hiểu mình. Bật lớn mình lại hồ chờ nữa mà. Hàng chờ nữa mà. Hàng bằng được xe của mình. Chúng mình xa thầm mây. Xa ổ xây chờ nữa mà. Tao bảo hồ lại chọn làn vào. Mà ta đá sủa. Chỉ tục có sủa chứ em. Tục mà. Chỉ sủa chứ em. Từ đó đá mất. Đại nhân dịch đặt. Tục đại nhân là một xa mà. Một hàng mà. Sủa mà. Mà chỉ làm lại anh của bà. Bà học lại cho đó. Nên lý hiểm ấy em à. Nó sẽ lấy cái rõ thang ba cái thưa là cái chọn làm cho ra mà mà nó bị con không bên bả mà bả họ lại chọn lá nè một cái nát lại nát sau là bỏ cái một một cái chọn hỏi anh tạm chạm nó nhưng chọn mình màn á và những chi tục tục sùa từ đó nó từ cái nát tục tục đại nhân một năm hoàng sùa và chỉ làm lại của bả nói chung mình thì còn không phải những bả mà làm chờ nè khi mà tố có xua sa sa chắc nó đôi nền đại nên sa đồ như thế mà khỏi làm được chán tích sa chắc sa thay mấy sa thay cả du ấy mà cả chục năm chiến bài sập á bài của mỗi bài một bài lấy và bài làm ấy mình toàn bằng nữa bài làm bài của mỗi thợ bằng nữa nhưng cho chôn nằm sát mày á ui kỳ cho ngon sao phải chiêu quá ạch phải chiêu quá hay chị cắm á chị cắm này phải chiêu lắm mà chạm á chô chú kỳ á là khỏi mở kê thôi là bọn chung với những chỗ bà này là bọn đại là chỗ bà này mà phải phát huyệt bà đó chô quy lên quên cái mấy mà kịch á kịch mình thế nhạc xì khô này ấy nhá mà tổ đục đùm còn đục ấy nhá ta đã hot hot nó trồ nó bọt chân thông bọt chân trội nó nông xa đang bóng nên một cô nàng má và ô kịch á bà kịch nè lấy sạp áp nè sạp áp mà nó nông sọc nhưng toàn san tràn đó bà lại nó có mềm hộp hộp với thuộc mà nếu như trong cầu xa hốt hốt khoảng cáo của tòa chiếc lan tới mà đọc một tí chứ mình lại hộp chạy sọc mấy vào tùng bò lương không và thuộc mà giống chìm bổn á mà chìm bổn thì tốn đại qua thủy chè và mà đi qua lương giống mà có chè xong đấy mà chìm bổn cổ và cổ chè xong đấy không sao cổ má mà chìm bổn cổ về khai thảo nó thảo mình thế mà một lỗ khác là
60 sen đó bạn. Với cái khai ọt á, lấy bạn. Bởi lộn bằng 7 riêng. Nhưng mà nhầm 5 chạy 5 vào khỏi trang nhóm á bạn. Một stone. Chào nó mà, thông thông mà chạy 5 vào. À, học sắp lỗ, stone thông thông mà, thông mà, hãy đạo như vậy anh biết. Cho pram của mình mẹ đó là chẳng phải cắt lúc về cắt ở xong cho nó lệ bả mà chụp đám đám là đám to tối bả mà trên bóng trên anh mà trên nhầm vai trên anh á kiên trên anh mà trên nhầm vai cái chiên dọc mai giống lớn chừng ấy mà cái scot về tập bài bài quen với mà chừng ấy mà nó chiên cái đó chừng ấy nó mà rồi nó Việt Nam thì scot tập bài đó rồi với nhau bài bài này bằng cổ nồi mà scot đây em cho mơ về em nói cái bà bò nó tới nhìn tới thọt bị đỏ khơi mà khơi cái chiên á cái đặt sẽ có hai cái đặt cho nó là đặt mà sao nữa mà mình là ngõ mình vậy á đặt cho chiên mà chiên hiện màn tịch á lực lượng mình đặt cho tập mà sao thiệt cho nên là ở miền mà sao được ấp tràn nó mà hiện cá và bên này càng nóng miền tây nữa được có tập bẹp đấy nha chúng ta bảo hàng nóng mà gì bảo nó hàng nóng nên sẽ nhả hoặc về bảo nhưng giống như mơ tới được thông mà mơ tới thông mà và hàng nóng bảo mà bảo nó chết nhá nên sẽ còn quen với sẽ còn tập bẹt rồi mà họ chết lắm mà chúng chết mùi nhấn chết nhầm quá mùi nhấn phải chết chật bay trình đó chật đang bay trình đó mà Scott hơi quen và tôi mua mà mua từ phần đọc sen đó mà phần đọc sen của xử lý quen quen mà chứ mà rỉa tinh màn trả mà Maria là ở Sài Gòn nơi Việt Nam đó, tam lui cho làng nhớ mà tại ban mà mơn bờ bòn giống là mơn bờ bòn chiên á mà ai chế mua giờ chế chiên á mua giờ pi bòn đã mà còn chế chiên mà mơn thì mình chơi chế mà mơn bờ bòn thì mình chơi Maria thì mình chế chơi nó mà sẽ bảo mà ủa thảo á mà chạy đá mà miền đồ nghệ thiệt đó mà bằng thằng nó mình bảo Scott tập hẹp về finish now I'm going to do some at the backyard because too much rain the grass everywhere the wind yeah I need to pull cut. Thank you so much. See you in the next video. Thank you. Some of them are all choking the crowd. Some of them are all.